Sử dụng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy là con đường lây nhiễm HIV nhanh chóng và dễ dàng nhất. Sau khi tiêm chích, máu của người nhiễm HIV sẽ sót lại trong bơm tiêm. Nếu người khác sử dụng cùng bơm kim tiêm, HIV sẽ lây truyền qua đường máu. HIV truyền một cách dễ dàng từ người này sang người khác qua đường máu. Nếu bạn tiêm chích, hãy luôn sử dụng bơm kim tiêm sạch. Nếu mọi người sử dụng bơm kim tiêm sạch, sẽ tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV. Hãy tự bảo vệ bạn và người khác khỏi lây nhiễm HIV. Không dùng chung bơm kim tiêm, luôn luôn dùng bơm kim tiêm sạch.